Hai, xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn giá của cái dòng xe Toyota Yaris 2021, cái thời điểm tháng 2 2021 này. Thì với dòng Toyota Yaris phiên bản 2021 này thì xe sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, giá thì sẽ có mức giá là 650 triệu nhé. Với Toyota Yaris thì phiên bản này là bản nhập nguyên chiếc Thái Lan, và các bạn có thể thấy là cái phiên bản Yaris này thì có cái thiết kế thì nó sẽ giống như cái thiết kế của cái dòng Toyota Vios mới mà sắp ra mắt. Thì với Toyota Yaris phiên bản 2021 bản nhập Thái thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thay đổi thiết kế, nó khác đi một chút so với phiên bản 2020. Với bản 2021 thì xe sẽ được trang bị là cụm đèn là full LED nhé. Bản 20 cũ thì đèn chỉ là halogen thôi. Cái mặt ca lăng phía trước thì nó cũng sẽ thiết kế khác, với cái sơn thì nó là sơn mặt ca lăng là sơn đen bóng, nó đẹp hơn phiên bản cũ. Phiên bản này thì có cái thiết kế la răng cũng sẽ thay đổi, la răng sẽ là la răng hợp kim phay xước và kích thước là 16 inch và cho phanh đĩa trên cả bốn bánh. Phiên bản này thì có kích thước là chiều dài là 4m14, rộng 1m7. Xe sẽ có trang bị chìa thông minh, tay nắm cửa mạ chrome và có chìa mở khóa trên tay nắm cửa nhé. Về cái tổng thể thì cái phiên bản Yaris mới này nó sẽ giống với cái phiên bản Vios mới mà sắp ra mắt đây. Thì bản này ở thị trường bên ngoài thì Vios thì còn gọi là Yaris, phiên bản sedan mà rất giống nhau. Xe trang bị là đèn phanh trước đèn phanh sau là dạng LED nhé. Đấy, phiên bản này của mình là sẽ có màu đỏ. Với Yaris mới thì xe sẽ có rất là nhiều màu, ngoài ra cả màu xanh dương nữa, rất là đẹp. Về nội thất thì phiên bản này sẽ có nội thất là ghế màu kem. Đấy, ghế sẽ là ghế da cao cấp màu kem, hỗ trợ an toàn là 7 túi khí nhé. Cái đáng tiếc là phiên bản mới này vẫn chưa có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Đấy, xe chỉ có một cái điều hòa là điều hòa tự động một vùng thôi. Nội thất thì sẽ chỉ có một tùy chọn là nội thất màu kem thôi nhé. Đấy, về cái tiện nghi và an toàn thì nó sẽ không thay đổi so với phiên bản 2020, chủ yếu là thay đổi về cái thiết kế thôi. Phiên bản này thì các bạn sẽ thấy là xe sẽ trang bị là hộp số là số tự động là vô cấp. Máy thì chỉ có một lựa chọn là máy động cơ xăng DOHC 1.5 nhé. Đây, hàng ghế phía trước thì vẫn là chỉnh cơ, chưa có chỉnh điện. Về cái an toàn bên trong và tiện nghi thì xe sẽ có trang bị thêm màn hình phụ giống với cái phiên bản 1.5 của Vios bản G. Chờ vô lăng là bọc da 3 chấu, có tích hợp chìa thông minh cũng như là giữ ga tự động cruise control. Màn hình thì cái phiên bản mới này nó sẽ màn hình Pioneer, nhưng mà cái giao diện nó khác so với cái phiên bản cũ. Đấy, điều hòa sẽ là điều hòa tự động một vùng độc lập nhé. Phiên bản này sẽ có an toàn là 7 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử. Hộp số sẽ là hộp số tự động vô cấp, tiết kiệm nhiên liệu và chuyển số nó êm ái hơn.